Thì mình xin giới thiệu với anh em là đây là tủ tủ máy âm thanh, anh em mình gọi chuyên môn là tủ crack đó. Đây là tủ 16U. Thì bên em có cung cấp các loại tủ anh em mình nha. Đây là tủ máy chuyên dụng, cái này là loại cao cấp, khóa bướm. Khóa bướm là những cái này, khóa cao cấp thì nó ok hơn. Các cái góc cạnh nó đều có dù như thế này để bảo vệ. Thì em sẽ quay tổng quan một chút. Đây là tổng quan của chiếc tủ của mình. Thì em sẽ đi vòng quanh một vòng cho anh em mình coi nha. Thật sự thì tủ thì đã rất là quen với anh em làm show chuyên môn rồi. Mà còn nhiều anh em mới vô ngày thường thì là không có sử dụng tủ mà chỉ sử dụng những cái kệ. Thì việc mà sử dụng những cái kệ như vậy thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng tới cái dàn máy của mình. Mình đi show lâu thì nó sẽ bị bụi đồ, nó sẽ bám vô trên cái máy của mình gây ra bụi, mà nó là một cái ảnh hưởng rất là lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới đồ danh dàn máy của mình luôn. Nhưng mixer mà bị bụi nhiều thì lâu ngày nó cũng sẽ bị hư hỏng line. Các cái thiết bị khác cũng vậy, khi mà bụi bặm rồi nó bám vào, bụi khi mà nó đã bám vô nhiều rồi nhưng mà mình không có vệ sinh đó, là khi mà gặp cái thời tiết có nhiệt độ ẩm như vậy nó rất là dễ gây ra gò rỉ linh kiện, rất là dễ hư đồ của mình, nó làm cho cái dàn âm thanh của mình nó sẽ bị mau nhanh bị hỏng hơn. Thì cái việc mà sử dụng cái tủ crack âm thanh như thế này đây. Thì mình bảo vệ cái tủ máy của mình nó sẽ sạch sẽ hơn, ít có bụi vào. Bình thường là mình không có mở dàn máy ra thì mình sẽ đóng nó lại như thế này. Ở đây là hai cánh ha, đây là cánh 1, bên đây là cánh 2. Hai cái chấu gài này là sử dụng khi mình mở cái cánh này ra thì nó sẽ làm thành một cái bàn, nó sẽ có cái hai cái ngàm để gắn vào đây. Rồi sau bung cái chân ra thì mình sẽ có thêm một cái bàn nữa. Bàn đó là mình dùng để sử dụng để laptop hay là để thiết bị thêm trong lúc mà mình làm show đó. Đây là tủ 16U, mấy anh em hay gọi là tủ 16U khóa bướm, nó là như vậy. Thì em quay giới thiệu, bên em có cung cấp, anh em nào có cần cái tủ âm thanh như thế này thì liên hệ với bên em. Tủ này nói chung thì chất lượng thì rất là ok. Thì bên em bán rất nhiều, nên mình lắp về âm thanh cho khách thì mình tư vấn khách những cái tủ như thế này. Thì nó cũng còn có một số nhiều dòng loại tủ khác, như là tủ có hai loại chính là tủ khóa bướm và tủ thường. Tủ thường thì nó sẽ không có khóa bướm nè, nó chỉ có gài ngàm bình thôi, nó không có những cái như này. Đây, cái này nó chắc chắn hơn rất nhiều. Bánh xe nó cũng có khóa luôn, nghe anh quay dần xuống. Đây là cái phần bánh xe nó có khóa. Khi mà mình muốn định rồi, cố định ở đâu đó thì mình khóa bánh xe lại thì nó không có bị dịch chuyển. Đó, rất là tiện cho mình. Thì nó có ngăn mixer. Bên trong nó sẽ có ngăn mixer với lại là để em mở ra. Em mở ra luôn một cái cho nên mình xem trực tiếp. Mình sẽ bung để em quay có một tay, anh em mình thông cảm nha. Hơi lạnh lạnh chút xíu em sẽ quay. Đây, khi mà cái nắp mà mình gỡ cái ngàm ra thì nó như thế này anh em ha. Đây là cái ngang, cái học mà mình nó mới vừa mở nó ra. Nó như thế này. Bên trong mà nó sẽ lót những cái xốp chống sốc như thế này. Cái đồ đạc của mình khi mà nó thấy nó không có bị chảy xước. Đây là bên trong. Trong này nó hơi tối anh em thông cảm, để em quay xa xa cho anh em mình thấy. Đó, bên trong nó sẽ có cái chân bàn, anh em nhìn thấy nó hơi màu xíu nha. Chân bàn. Ở trên này là cái ngăn mixer nè. Đó, còn khu vực bên dưới này là mình để các thiết bị âm thanh, men, lọc nguồn, micro, thiết bị xử lý hay là văn số hay là bộ chiêu quay, bộ chiêu tín hiệu gì đó, đúng không? Đó, thì đây là tổng quan cái tủ âm thanh 16U. Thì nói chung tủ này thì giá cũng chung hết rồi, mà anh em ở gần khu vực thì có thể ủng hộ bên em.
giá của nó là 3.500.000 đồng một cái, mới 100% ha. Cái này là em đã bóc nó ra thì nói chung thì nó có bọc và xốp bên ngoài thôi chứ cũng không có gì hết. Đó, thì em bóc nó ra để giới thiệu tới anh em mình. Với tủ như thế này, có như thế này mình bỏ vô, thứ nhất là lịch sự hơn, chuyên nghiệp hơn. Đó, chuyên nghiệp hơn, đẹp hơn. Nó sẽ bảo vệ đồ âm thanh của mình khi mà mình lỡ trong trường hợp mà mình có mà bị những cái tác nhân bên ngoài gây ra. Ví dụ như ai đó lại phá chỉnh dàn máy của mình mà có cái tủ như này mình phá lại thì họ không có phá được nè. À, tránh được nước nè, một số trường hợp mà bị phải nước thì có cái tủ như này nó cũng đỡ hơn. À, quan trọng hơn hết là bụi bặm với lại ẩm ướt là nguyên nhân chính gây ra đồ của mình nó bị hỏng hóc. Thì mình sử dụng cái tủ này để mình bảo vệ thì nó sẽ rất là hiệu quả cho mình. À, cái phiên bản này thì mình có làm thêm cái khóa trên này đây. À, những cái dòng trước nó sẽ không có khóa. Nhưng mà anh em coi đây cũng là một cái tủ 16 u nhưng mà nó không có cái khóa chỗ này. Thì cái này nó hay bị trượt ra ngoài. Cho nên là đây là phiên bản nâng cấp hơn một chút xíu. Mình có làm khóa đây luôn để mình giữ lại cái này. Khi mà mình cần gài cái nắp ở trên như này, đây là phần nắp trên mình có thể mở nó ra được khi mình mở ngàm này ra. Mình giữ chắc lại nó giúp nó không có chạy. Cái nắp ở phần trên. Rồi thì em đã giới thiệu xong, anh chị em làm thanh có nhu cầu mua tủ rắc 16 u phá bướm thì liên hệ với số điện thoại của bên em là 0938 641 445. Cửa hàng Minh Anh Audio, bên em là ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh nha, gần bến xe miền Tây. Thì em có ship toàn quốc luôn cho anh em có nhu cầu mua hàng thì liên hệ bên em sẽ hỗ trợ ship. Bên em sẽ ship ra trành xe hoặc là nhà xe. Đó, đơn vị xe nó sẽ vận chuyển về tới địa phương của mình thì anh em chỉ việc ra nhận tủ về thôi. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi cái clip của Minh Anh Audio. Nếu như mà anh em thấy hay thì có thể bấm giúp em là like, đăng ký hoặc là chia sẻ clip giùm em ha. Cho nhiều anh em khác thì có thể là đang có nhu cầu mua tủ âm thanh để sử dụng. Rồi, cảm ơn quý anh em rất là nhiều nha.